Rồi, chào bác ơi. Hôm nay sẽ giới thiệu cho người một cái máy bắn bu lông của hãng Total à. Cái máy nó dùng điện nha. Thì cái máy này nó có công suất là 1050W ha. Tốc độ là 2300 vòng phút, mô men xoắn tối đa của nó là 550 Nm. Dùng cái đầu là một đầu khẩu 1/2 ha. Đó. Thì nó mô xoắn đây, giới thiệu ha. Tôi sẽ khui thùng mọi người xem ha. Đây là cái máy ha, trong máy lúc nào có chỗ thang dự phòng, một đầu nó dài đó, một bộ cây okay, nó dài, hàng cũng chất lượng ha, chứ không phải hàng cái đầu hàng công nghiệp á. Cái đầu đầu này 23, đầu này 23 rồi, đầu này 24, 21, 21 nó khui ra hết được bao nhiêu đầu ha. Này 17 nè. Rồi quá trời. Rồi, nó cho chúng ta tổng cộng là 5 cái đầu. 5 cái đầu. Thì cái đầu này là 10 17 18 21 23 19, 17 18 19 21 23 và 24. 24 đó. Và một cái đầu nói rồi, hết rồi đó. Thì nó trang bị chúng ta bắn được tối đa tới 24 ha. Bắn tối đa là 24 nha, nó trang bị đầu óc chúng ta là bắn tối đa được 24 bi. Đây là cái máy em nó rất là to ha, cầm búa nè, xem cầm búa rất là to. Mọi người lưu ý ha, cái cầm búa này, cái này nè, mọi người thấy không, này là sơn sơn phủ một cái lớp nhựa nha, chứ nó phủ một lớp cao su ha, mình nói người cũng đúng, cái này là phủ một lớp cao cao su nè. Tại vì sao nó phủ nó cao su này, bởi vì nó tính trong quá trình mà sử dụng chúng ta hay để cái này xuống nè đó, thì nó làm cao su để chống sốc thôi chứ không gì đó, đó. Làm cao su chống sốc, tại trong quá trình mình thao tác mấy anh thợ anh đâu có để nhẹ nhẹ đâu, mà thường thường để xuống đó, để xuống cầm lên liên tục thì nó sẽ phụ cao su này giúp chúng ta chăm sóc được tốt hơn ha. Phía sau tay cầm rất là chắc ha. Thì công tắc này có hai nấc nè, RF ha đó, mà RF là đóng vô á, bắn vô và mở ra đó ha, bắn vô và mở ra đó, làm rất là chắc ha. Bây giờ tôi sẽ cắm điện thử ha. Thì cái súng này nó xài là xài cho xe máy là rất là khỏe ha, còn ô tô thì chỉ xài được những cái dòng du lịch thôi nha, dòng nhỏ thôi đó, chứ không có xài xe tải được ha, mọi người lưu ý nha. Vẫn xài được ô tô, nhưng mà đối với những con ốc nào mà từ 24 giờ xuống thôi. Thì nó có một vài phần ô tô đó, nó có một vài ốc, ví dụ như từ 32 trở lên thì chúng ta không có xài được cái máy này ha, thì chúng ta phải xài khác. Còn nó trang bị tới 24 là chúng ta chỉ xài tối đa được 24 mm thôi. Đó, 24 thôi. Đây. Rất là mạnh. Thì ở cửa hàng tôi không có những ốc nào mà lớn hết á. Thì thôi tôi sẽ làm giới thiệu cho người thôi, chứ tôi không có bắn mở thử nha. Thì nó đã trang bị chúng ta tới này thì tất nhiên là nó sử dụng được rồi, hàng của Total tất nhiên nó đã có kiểm định về cái chất lượng sử dụng của mình nó rồi ha, thì mình cũng yên tâm vấn đề đó, không không sợ đâu. Cái đầu đầu nói đó vô với cái moment xoắn của nó là 550 Nm thì lực rất là khỏe ha, xài cái này xài cho xe máy là thả ga thoải mái luôn đó. Những cái trường hợp mà chúng ta kéo dây hơi hoặc là gì đó nó rạ, ta chơi dòng điện này thì xài rất là thoải mái nha. Cái đát của nó sản xuất là năm 2
đó nó là 27 ha, 27 đó. Dùng cái máy này cầm rất là đã mọi người ha, rất là đã. Anh em thợ nào mà xài trong cái ngành xe máy hoặc ngành ô tô á thì người ta chơi này là rất là đã. Xe máy là con này là như sức luôn, mở ốc mở bánh thì con này nó to lắm, nó nặng lắm ha. Tính ra con này cầm nó rất là nặng, nặng hơn cái đầu mà dùng hơi đó ha. Nó dành để mở những con lớn đó ha. Rồi, mọi người có nhu cầu hàng liên hệ với tôi xuống thầm bên dưới nha. Giá tôi cập nhật bên dưới cho mọi người xem nha. Rồi, cảm ơn. Xin chào.